Hello, hello, xin chào các bạn đến với Thuận Capital ngày hôm nay. Hôm nay chúng ta lại trở lại để mà nói tới một số những thông tin nổi bật trong video này các bạn. Chúng ta có một số những cập nhật liên quan đến Bitcoin Spot ETF. Chúng ta đương nhiên sẽ nói rất nhiều về đề tài này tại vì các bạn đã thấy chúng ta còn không tới một tháng nữa là sẽ biết kết quả của cái đề xuất của Ark Invest các bạn trước ngày 10 tháng 1 chúng ta sẽ biết cho nên từ đây đến đó đó sẽ có rất nhiều những tin tức và có rất nhiều những cái suy luận các bạn thường sẽ chia sẻ trong video này tôi cũng sẽ chia sẻ với các bạn một trong những cái thông tin mà gây rất nhiều cái xôn xao từ hôm qua tới bây giờ đó chính là thông tin liên quan đến cái vụ hát của Ledger. Thật ra nó xảy ra lúc mà thùng đang ngủ các bạn, lúc mà đang thức dậy đó thì nó đã xảy ra cách đó khoảng chừng vài tiếng rồi và thùng đã chia sẻ nhiều thông tin trên mạng xã hội nhưng mà thùng cũng muốn chia sẻ thêm trong video với các bạn và chúng ta còn nhiều những tin tức nổi bật khác và hiện bây giờ là tối ngày thứ năm tại Hoa Kỳ bây giờ là 7 giờ 45 phút tối tại Cali ở Việt Nam nó kêu là bước qua ngày thứ sáu rồi chúng ta lại một lần nữa tiến vào cuối tuần các bạn và chúng ta bây giờ hãy bắt đầu với tình hình chung tuy là chúng ta thấy giá Bitcoin thì cũng như vậy so với là ngày hôm qua các bạn thấy được là sau khi mà có cái tin tức liên quan đến khả năng giảm lãi suất năm sau và những năm kế tiếp thì hầu hết tất cả thị trường đều phản ứng rất là tích cực các bạn và chúng ta có thể nhìn thấy được là hôm nay đã tiếp tục là một màu xanh chúng ta nhìn thấy là hôm qua đã chỉ số Dow Jones đã đạt cái đỉnh cao nhất trong lịch sử ngày hôm nay nó tiếp tục tiến lên thêm 0.73% nữa các bạn tăng 158 điểm chúng ta thấy là chỉ số S&P 500 và Nasdaq đây thì cũng tăng tuy là ít hơn nhưng mà vẫn tiếp tục tăng S&P 500 tăng 0.26 và Nasdaq đã tăng 0.19%. Free market bây giờ đó thì hiện bây giờ cũng không có thay đổi nhiều các bạn, cũng tăng nhưng mà nhẹ mà thôi, khoảng chừng là 0.09 hay là 0.06. Nói chung đó là sau hai ngày tăng trưởng, thị trường futures đang nguội là chút xíu các bạn. Ngày mai mở cửa ra sao đó chúng ta cũng chưa có biết. Không biết ngày mai mở cửa đó chỉ số Dow Jones có tiếp tục đạt đỉnh mới nữa hay là không. Chúng ta nhìn thấy được là hợp đồng của dầu đó thì cũng có cái sự tăng trưởng ngày hôm nay đã trở về trong phạm vi từ 70 đến 80 đô mà chúng ta đã biết trong dòng cái năm nay các bạn bây giờ là 72 đô, 4 cent cho một thùng dầu tăng 0.64%. Vàng đó thì chúng ta thấy được là cũng đã qua được 2.000 đô bây giờ mức là 2049. Cái mức này đã thực ra nó cũng tương tự như là cái mức của chỉ số vàng ngày hôm qua chúng ta đã từng nói đến và crypto đã hiện chia sẻ cái giá bây giờ so với ngày hôm qua thì cũng cơ đó các bạn sau khi có sự tăng trưởng về tin tức của Fed thì cũng đã giữ được cái mức trên 42.000 đô chúng ta có thể nhìn thấy là ngày hôm nay đã, đã nhiều lần đạt được cái mức là 43.000 đô Ethereum đó thì các bạn thấy bây giờ đã mức là gần như 2.300 đô rồi các bạn chúng ta thấy tuy là thị trường nó đã có cái sự khởi sắc cuối năm nay nhất là chúng ta bắt đầu là thấy từ tháng 10 tới bây giờ chúng ta có October chúng ta có Moon Member và hiện bây giờ đó ngay thì điểm này đây hầu như chúng ta sẽ có một cái Pumptober các bạn nhưng mà đáng tiếc chúng ta vẫn tiếp tục thấy rất là nhiều những cái thông tin liên quan tới bị sa thải các bạn và chúng ta cũng đã nói rất nhiều về những công ty và hôm nay cũng không ngoại lệ chúng ta có một công ty lớn là công ty GM à, đây là công ty sản xuất xe các bạn họ sản xuất những cái xe giống như là những xe Chevy thì chúng ta đã thấy là họ đã ra quyết định là sẽ sa thải 1.300 nhân viên các bạn ở tiểu bang Michigan thì lý do họ đưa ra đó là tại vì họ nói là có uh, những cái loại xe họ không có tiếp tục sản xuất nữa, giống như là Chevy Bolt đây là một cái chiếc xe mà thu nhớ vừa chạy bằng xăng vừa chạy bằng điện thì uh, cái số lượng người làm việc cho cái xưởng này sẽ bị sa thải và chúng ta cũng thấy được là ở một cái nơi khác đó họ nói họ sao không tiếp tục để mà sản xuất cái chiếc Camaro nữa dẫn đến là có thêm nhân viên bị sa thải các bạn tổng cộng là 1.300 nhân viên bây giờ đã là gần cuối năm các bạn chuẩn bị bước vào cái mùa lễ Giáng sinh mà chúng ta lại nghe bị sa thải rất là nhiều và đây không phải là ngoại lệ ở Hoa Kỳ đâu thường cũng thấy cơm ơn các bạn để rất là nhiều ở bên dưới là nơi các bạn sống đó thì cũng có rất nhiều người bị sa thải rất đáng tiếc các bạn tình hình của thị trường tài chính trong năm nay đây thì rất là tốt nhưng mà tình hình của nền kinh tế đó thì nó không có phản ứng như vậy chúng ta bây giờ hãy nói tới thông tin liên quan tới lãi suất nhưng mà không phải là đến từ Hoa Kỳ các bạn. Chúng ta cũng đã biết là Fed đã muốn làm gì đối với lãi suất bắt đầu từ bây giờ trở đi họ chỉ suy nghĩ đến khi nào giảm và giảm bao nhiêu mà thôi. Trong khi mà hôm nay đây chúng ta nhận được là cả hai ngân hàng lớn trên thế giới các bạn ngân hàng trung ương của nước Anh và ngân hàng trung ương ở châu Âu đó thì họ đều ra quyết định là sẽ giữ nguyên lãi suất nhưng mà họ không có cho biết khi nào lãi suất mới bắt đầu giảm. Chúng ta cũng đã nhìn thấy được là lãi suất của ngân hàng trung ương của nước Anh Bank of England thì các bạn thấy được là cũng đã tăng dựng đứng lên không thua gì ở Hoa Kỳ được các bạn và ngân hàng của nước Anh chúng ta thấy đã bắt đầu tăng từ tháng 12 hay tháng 1 của năm 2021 và 22 các bạn nghĩa là cuối năm 21 đầu năm 22 họ đã tăng rồi nghĩa là tăng trước vét khoảng chừng là 3 tháng và tăng liên tục từ cái mức là khoảng 0% lên tới mức hiện tại là khoảng 5.25 và bây giờ họ đã quyết định là giữ cái mức này cái mức này cũng là cái mức đâu đó giống như là cái mức lãi suất của Fed hiện tại và họ quyết định là không tăng nữa trong cái cuộc họp này. Chúng ta nhìn thấy được là ngân hàng trung ương châu Âu đó thì cũng như vậy, họ cũng đã tăng liên tục các bạn nhưng mà họ tăng trễ hơn là Hoa Kỳ và đương nhiên trễ hơn là nước Anh các bạn, họ bắt đầu tăng là khoảng chừng hè năm ngoái vào tháng 7 rồi họ tăng cũng liên tục các bạn, họ tăng lên tới cái mức hiện bây giờ đó là khoảng 4.5%. Sau đó họ đã quyết định là sẽ ngưng tăng trong thời gian này không biết khi nào họ mới giảm lãi suất nhưng mà cái xu hướng các bạn thấy là sẽ chuyển về nghĩ đến việc giảm lãi suất tại vì trên căn bản đó phần trăm lạm phát ở những quốc gia này đã hầu như đã được quản lý rồi các bạn có nghĩa là chúng ta thấy phần trăm lạm phát cũng tăng nhưng mà nó trong một cái tốc độ chậm hơn rồi và nền kinh tế cũng đã gặp rất nhiều những khó khăn khi mà những ngân hàng trung ương tăng lãi suất năm sau là một năm mà chúng ta sẽ nghe nói tới rất nhiều về việc giảm lãi suất của những ngân hàng trung ương các bạn cũng đã biết là ban đầu đó thì thuần lạc quan hơn thường nghĩ là cuối năm nay chúng ta có thể thấy cái đợt giảm lãi suất cuối cùng thì các bạn thấy được là sẽ có giảm lãi suất nhưng mà phải đợi tới bây giờ ước tính là khoảng chừng tháng 3 của năm sau chúng ta phải chờ thêm 3 tháng nữa. Và đối với lại Bitcoin đó, thì chúng ta nhìn thấy giá cũng tương tự như ngày hôm qua vẫn giữ được cái phần lớn sự tăng trưởng sau khi chúng ta nghe thông tin đến từ Fed. Và ngày hôm nay đó chúng ta cũng có cái cập nhật mới nhất liên quan tới Bitcoin heat map hay còn gọi là cái biểu đồ nhiệt độ Bitcoin các bạn. Thì những bài nào mà mới đến trên đó, hay là những bài nào mà quên thì thường nhắc lại cách đọc cũng rất đơn giản. Chúng ta nhìn thấy được là ở bên tay trái đó có những con số là từ 1 cho đến 10 000 thì nó đại diện cho cái nhóm địa chỉ ví giống như là nhóm địa chỉ ví mà lưu trữ dưới một BTC từ 1 đến 10, từ 10 đến 100 vân vân lên tới là cái nhóm cá voi cực kỳ lớn là hơn 10.000 Bitcoin. Và chúng ta nhìn thấy ở bên à, tay phải đó thì có nhiều màu sắc các bạn từ màu đỏ lên tới màu vàng rồi lên tới màu xanh dương đậm. Thì hiểu đơn giản là càng đỏ nghĩa là càng phân phối nghĩa là chúng ta thấy là Bitcoin rời khỏi những cái địa chỉ ví này hay là màu xanh dương đậm nghĩa là tích lũy các bạn Bitcoin được nạp vào trong cái nhóm địa chỉ ví này và ở chính giữa là màu vàng có nghĩa là nó trung lập thì chúng ta nhìn thấy một điều đó là gần đây sau khi mà chúng ta thấy tất cả đều tích lũy mạnh để thường zoom cho các bạn thấy rõ hơn khi mà chúng ta bắt đầu nhìn thấy được là vào tháng 11 đó hầu như địa chỉ ví nào cũng tích lũy rất là mạnh dựa theo chỉ số này nhưng mà sau đó một thời gian đâu khoảng chừng là cuối tháng 11 chúng ta lại thấy đến những địa chỉ ví của những ca voi lớn hơn 10.000 bịch thì lại chuyển thành màu vàng các bạn và bên dưới này cũng có những cái hiện tượng là cái màu nó đã phai nhạt đi nghĩa là bắt đầu chậm lại việc tích lũy nhưng mà một lần nữa chúng ta lại thấy là qua tháng 12 đó sau khi có thêm nhiều thông tin liên quan đến bitcoin spot ETF khả năng được thông qua vào rất là cao dẫn đến là cái sự hứng thú để trở lại các bạn và hôm qua chúng ta nghe thông tin đến từ Fed ấy, dẫn đến là các bạn thấy bây giờ hầu như tất cả được tích lũy rất là mạnh cho nên chúng ta nhìn thấy được là tất cả cột này đó đều là màu xanh dương hay là xanh dương đậm nhưng mà có một cột đã chuyển từ màu xanh dương nhạt trở thành màu vàng các bạn và thậm chí bắt đầu ngã qua màu cam đó chính là cái nhóm cá vôi lớn nhất các bạn hơn 10.000 Bitcoin thì điều này nghĩa là gì các bạn điều này nghĩa là cái nhóm cá vôi lớn nhất có hơn 10.000 Bitcoin đó thì chúng ta thấy hiện tượng là có Bitcoin rời khỏi ví của những cái cá vôi này nhưng mà ngược lại cái nhóm tích lũy là những cái nhóm bên dưới này thì ai đúng ai sai các bạn có phải là những cá voi cực lớn họ biết gì đó hay là không hay là đây chỉ đơn giản là một cách để họ giảm đi cái rủi ro cân bằng lại tài sản của họ tại vì đã gần cuối năm rồi tại vì khi các bạn nhìn vào lịch sử đó thì không phải lúc nào cái nhóm địa chỉ ví lớn nhất cũng đúng đâu các bạn có rất nhiều lần họ phân phối xong rồi họ lại tích lũy ở cái mức cao hơn Thời gian sẽ có câu trả lời các bạn nhưng mà đây là cái biểu đồ mà rất nhiều bạn muốn Thuận theo dõi cho nên Thuận chia sẻ với các bạn khoảng chừng là mỗi từ một lần khi nào mà có thông tin mới nhất. Nhưng mà một trong những biểu đồ khác mà nhiều bạn cũng rất là quan tâm đến đó chính là phần trăm Bitcoin đang có lời trên thị trường là bao nhiêu các bạn. Thì chúng ta nhìn thấy được là sau ngày hôm qua đó cũng đã hồi phục lại một phần cái đường màu cam này đại diện cho phần trăm bị hồi đang có lời thì chúng ta mức là 89.07% hiện tại vẫn coi là cao tại vì các bạn không có muốn thấy cái đường màu cam này đi dùng màu, dùng màu đỏ các bạn tại vì khi mà đi vào cái dùng màu đỏ bên trên này đó có nghĩa là chúng ta có hơn 95% bịch hồi đang có lời thì khi mà chúng ta có nhiều bịt không có lời như vậy đó thì có thể dẫn đến nhiều người chốt lời các bạn cho nên chúng ta mới theo dõi sát cái đường màu cam này xem coi là chúng ta cách cái dùng màu đỏ bao nhiêu và hiện bây giờ các bạn thấy là chỉ số ở mức là 89.07 và dù màu đỏ nó bắt đầu từ mức 95 các bạn chúng ta cũng đã đến rất là gần rồi. Chỉ là chúng ta thấy gần đây đó có một cái sự điều chỉnh dẫn đến cái đường màu cam này cũng đã có sự điều chỉnh sau khi đạt cái đỉnh cao là 91.19%. Chúng ta còn một chỉ số nữa cũng như bạn quan tâm đó chính là NUPL thì cái mà chúng ta uh, muốn thấy đó là nó đang nằm ở trong cái vùng màu nào các bạn và các bạn thấy được là mỗi lần mà chúng ta chuyển thành màu xanh lá cây và đi gần tới cái đường chấm chấm bên trên này đó sắp sửa chuyển thành à, màu xanh dương đó đó là những cái lúc mà chúng ta thấy Bitcoin tạo đỉnh thì ngay bây giờ đó các bạn thấy là chúng ta chỉ mới bắt đầu một lần nữa bước vào dùng màu xanh lá cây mà thôi chúng ta lấy đi vào cái dùng này khoảng chừng đầu tháng 12 rồi sau đó cái sự điều chỉnh đẩy chúng ta trở về cái dùng mà màu nâu các bạn dùng màu nâu này như nhiều bạn cũng đã nhớ đó chính là cái dùng gọi là optimism lạc quan, cái dùng màu xanh lá cây là belief có nghĩa là cái dùng lòng tin thì uh, chúng ta không muốn thấy bịch khôi đi quá sâu vào cho cái dùng lòng tin, tại vì đó càng là một dấu hiệu chúng ta càng đến rất là gần đỉnh ít ra cái đỉnh ngay thời điểm đó các bạn. Ngay bây giờ chúng ta chỉ mới bắt đầu bước vào cái dùng màu xanh lá cây mà thôi. Đó là hai chỉ số mà nhiều bạn cũng yêu cầu Thuận chia sẻ thường xuyên. Chúng ta cũng đã thấy là hiện bây giờ đó thì vốn hóa của cả thị trường cũng rất là gần 1,7 nghìn tỷ các bạn. Và không chỉ riêng là Bitcoin chúng ta thấy là có rất nhiều altcoin cũng đã có cái sự tăng trưởng. Và hôm nay tuy Bitcoin không có thay đổi nhiều nhưng mà altcoin vẫn tiếp tục tiến tới các bạn. Cho nên chúng ta mới thấy có rất là nhiều những cái altcoin xanh trên thị trường. Chúng ta thấy được là bon tăng 106% các bạn. Và các bạn thấy được trong vòng một tháng qua đó bon đã tăng một ba trăm tám phần trăm nói chung đó, thuận không phải là một người mà thích đầu tư vào meme coin nhưng mà những người nào mà đầu tư mà có lợi nhuận đó, thì chúc mừng các bạn. nói chung những cái phần trăm tăng trưởng này đó, rất là khó tưởng tượng, cho nên những người nào mà mới đến thị trường này, đó, các bạn có thể tưởng tượng được năm 2021 khi mà mọi thứ nó tăng kiểu này hàng ngày đó, thì khiến cho người ta nó xôn xao cỡ nào. khi mà mọi thứ nó trôi qua rồi chúng ta nhìn lại đó, thì mọi thứ nó rõ ràng hơn là uh, chúng ta đã có rất là nhiều những dấu hiệu đó là đỉnh rồi nhưng mà ngay thì điểm đó nó không có mấy người nghĩ đâu các bạn khi mà các bạn thấy uh, bitcoin tiếp tục tăng Tăng trưởng nhanh rồi sau đó bị còn tăng trưởng từ từ trở lại rồi chúng ta đã thấy altcoin nó lại tăng kiểu này các bạn mỗi ngày tăng mấy chục phần trăm mấy chục phần trăm khiến cho người ta say đắm và trong cả thị trường này và ít ai nghĩ đến một ngày nào đó nó sẽ kết thúc các bạn nhưng mà chu kỳ thì vẫn là như vậy năm 2017 đó thì cũng cảm giác này năm 2021 cũng cảm giác này và khi mà các bạn càng tiến tới trong chu kỳ này đó cảm giác này sẽ càng ai bạc tới bây giờ đó thì lý trí các bạn đều cho các bạn một cái kế hoạch là chúng ta sẽ chốt lời như thế nào trong cái sự tăng trưởng này đó các bạn sẽ phân bổ vốn ra sao nhưng mà khi mà mọi thứ bắt đầu nóng lên các bạn mọi thứ bắt đầu à, cực kỳ nhanh và cực kỳ sôi động đó thì có thể là nhiều khi cảm xúc của mình nó sẽ lấn áp hết lý trí các bạn cho nên đó là điều mà thùng muốn chia sẻ để cho những bạn nào mà mới tới thị trường đó thì cũng nên có sự chuẩn bị nếu như mà các bạn nghĩ là ngay bây giờ đã sôi động thì các bạn có thể nghĩ khi mà chúng ta tiến sâu hơn chu kỳ này nó càng sôi động như thế nào nữa cho nên kế hoạch là lập bây giờ chứ không phải là đợi cho đến khi mọi thứ nó mất kiểm soát nó quá sôi động các bạn mới lập kế hoạch kế hoạch đương nhiên có thể là được thay đổi được điều chỉnh nhưng mà phải có lý do chứ không phải là chỉ thay đổi tại vì giá cả thay đổi trên thị trường ra kế hoạch rồi chúng ta cũng nên có một cái gọi là kỷ luật với cái kế hoạch đó các bạn và trước khi mà chia sẻ thêm thông tin thì Thuận cũng mới vừa thấy thông tin này các bạn liên quan đến moon thì công ty moon này đó họ đã chính thức đệ đơn phá sản rồi như các bạn nhìn thấy ở trên màn hình, Sheep Moon LLC đã chính thức đệ đơn phá sản và họ đã khai phá sản theo chapter 7 các bạn. Nghĩa là chương 7, phá sản thanh lý chứ không phải là chương 11 tái cơ cấu, có nghĩa là họ sẽ bán hết tất cả tài sản rồi thanh lý nợ rồi đóng cửa và nhân viên của họ đã chia sẻ một lá thư trên Reddit các bạn đây là cái lá thư và cái lá thư này đã nói về là họ đã khai phá sản chapter 7 và họ cũng nói thêm là đối với những nhân viên đó thì bạn cần phải nộp đơn yêu cầu tại tòa án phá sản để đòi lại lương chưa được trả của bạn. Wow, chúng ta đã đến cuối năm rồi bây giờ lương cũng không được lấy luôn. Và chúng ta cũng đã nhớ là vào tháng 11 đó, tháng vừa rồi thì Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã bắt giữ các nhà sáng lập và các nhân viên cấp cao. Trong đó chúng ta có Braden Caroni và chúng ta có Thomas Smith. Hai người này đã, đã, bị bắt ở hai nơi khác nhau. Nhưng mà chúng ta có một người là Kyle Nagy. Người này đã thì vẫn đang chạy trốn và chưa bị bắt hiện tại. Thì tất cả đang bị truy tố với tội án là kế hoạch lừa đảo quốc tế. Và không chỉ riêng là bộ tư pháp chúng ta biết là SEC cũng đã kiện xếp nhưng mà bộ tư pháp nó quan trọng hơn. Tại vì họ kiện hình sự các bạn. Đây là cái thông tin mới nhất tiên qua từ Save Moon mà Thùng muốn gửi đến tại vì thông biết nhiều bạn cũng quan tâm và đây là cái thông tin chính thức được chia sẻ bởi bộ tư pháp các bạn họ đã chính thức khởi tố những cái người sáng lập ra Sammon về tội lừa đảo quốc tế chúng ta bây giờ hãy nói tới cái thông tin mà gây ra nhiều cái sự xôn xao từ hồi sáng tới bây giờ các bạn à, đó chính là thông tin liên quan tới Ledger thì có thể nhiều bạn cũng đã thấy là Ledger đã chia sẻ update liên tục hồi sáng này ở Hoa Kỳ có nghĩa là tối khuya hôm qua giờ Việt Nam đó và cũng có nhiều người trên mạng xã hội chia sẻ rất nhiều thông tin thì thường tóm tắt những gì mà thùng biết với các bạn rồi các bạn có thể đưa ra quyết định cho bản thân của mình thì chuyện gì đã xảy ra Twitter chính thức của Ledger đã giải thích là một cựu nhân viên của Ledger đã trở thành nạn nhân của một cuộc tấn công phishing và kẻ tấn công đã tiếp cận tài khoản NPMTS của họ kẻ tấn công đã xuất bản một phiên bản độc hại của bộ kích kết nối của Ledger ảnh hưởng đến những phiên bản là 1.1.5 và 1.1.6 và 1.1.7 và cái mã độc hại đã sử dụng một cái dự án Wallet Connect giả mạo để chuyển hướng tiền tới ví của hacker thì cái phần này đó cũng gây ra nhiều cái sự tranh cãi các bạn tại sao mà họ đã nói là một cựu nhân viên thì tại sao một cựu nhân viên lại có thể kết nối với tài khoản của Ledger thì thương hiểu cái NPMGS này đó là một cái giống như thư viện của những cái phần mềm thì tại sao một cựu nhân viên lại có thể kết nối với phần mềm của Ledger được thì Chúng ta cũng chưa có rõ nhưng mà nhiều người nói là có thể là đây là nhân viên của La Trời đã bị sa thải cho nên họ mới gọi là một cụ nhân viên. Cái đó chúng ta không biết nhưng mà cái mà chúng ta biết đó chính là nhân viên này đã bấm vào một cái link độc hại có thể là họ đã bị dụ bấm vào hay gì đó rồi sau đó kẻ tấn công đã có thể là tấn công được cái máy của nhân viên này rồi dùng cái máy của nhân viên này đó để mà thay thế cái phần mềm gọi là kit kit nối các bạn cái phần mềm này đó giống như là các bạn là một cái desk đi các bạn muốn là cái desk các bạn có thể sử dụng tương ứng với lại Ledger được thì Ledger sẽ có một cái bộ kit kit nối các bạn có thể sử dụng phần mềm đó để mà kết nối cái desk của bạn với lại cái ledger trực tiếp giống như đây là một cái cầu nối giữa ledger và cái desk đó cái mà bị hack đó chính là cái phần mềm kết nối chứ không phải là cái ví Ledger. Thì một trong những ví dụ đó thường có thể nghĩ đến giống như là các bạn cũng thường nghe nói tới là cái cầu nối của cái ứng dụng này ứng dụng kia bị hack thì các bạn thấy được là cái nền tảng layer 1 đó có thể là Ethereum hay là chúng ta nói tới Cardano hay là những nền tảng khác như là Solana thì có thể là không bị hack nhưng mà cái cầu nối hoàn toàn có thể bị hack thì cái này nó cũng tương tự như vậy. Cái ví Ledger thì không trực tiếp bị hack nhưng mà cái cầu nối với lại ứng dụng đã bị hack thì điều này nghĩa là gì các bạn thì như thường chia sẻ đây là một cuộc tấn công vào thư viện front end có nghĩa là giao diện người dùng trên web để mà kết nối với ledger với những ứng dụng phi tập trung như là một số ví dụ là zapper sushi phantom balancer những cái dex các bạn hay là revocast thư viện này được sử dụng bởi những nhà phát triển ứng dụng phi tập trung đáp để mà kết nối với ví cứng và thực hiện những giao dịch trên đáp kẻ tấn công đó thì họ đã cài một cái phần mềm giả vào đó để mà chuyển hướng chuyển tiền từ một ví của hacker điều này có nghĩa là khi các bạn sử dụng cái taxi cho xin các bạn muốn gửi tiền Lên trên cái địa chỉ ví đó Thì cái địa chỉ ví ở trên màn hình Và cái địa chỉ ví ở trên cái máy Là trời các bạn đã khác nhau rồi Tại vì cái phần mềm này nó thay đổi địa chỉ ví Đến chuyển thành địa chỉ ví của hacker Các bạn mà không để ý đó Các bạn bấm xác nhận Thì tiền các bạn sẽ được gửi đến địa chỉ ví của kẻ tấn công Đây là cái cách hiểu đơn giản nhất Chuyện gì đã xảy ra Có nghĩa là nếu như các bạn cẩn thận Mỗi lần mà chuyển thì các bạn kiểm tra lại Cái địa chỉ ví đến ở trên cái ví la trừ của các bạn thì không có gặp vấn đề gì và các bạn có thể phát hiện có gì đó không đúng và các bạn hủy bỏ gì đó và sẽ không mất tiền nhưng mà nếu như các bạn không có kiểm tra đó các bạn cứ nhắm mắt bấm thì sẽ bị mất tiền đó là những gì mà đã xảy ra lỗi này đó đã được sửa chưa thì 3 giờ sau khi mà phát hiện cái sự cố đó la trừ thông báo là cái phiên bản độc hại đã được thay thế bằng cái phiên bản chính thống vào khoảng 1 giờ 35 sáng giờ UTC và tất cả các đạp cần phải cập nhật phiên bản mới có nghĩa là tất cả những cái dịch vụ như là sushi swap hay là zapper balancer đều cần phải cập nhật cái phiên bản mới để cho có một cái cầu nối chính thức chứ không phải là cái giả mạo được để lên bởi hacker và Ledger đã bây giờ khuyến khích từ trong vòng 24 giờ trước khi mà sử dụng Ledger với các đáp trực tiếp thì nên ngưng và chờ đợi và phải xác nhận là cái dịch vụ các bạn sử dụng đã cập nhật phiên bản mới rồi nhưng mà để thường chia sẻ thêm về vấn đề này một lát nữa với các bạn thì bây giờ đó các bạn nên làm gì thì Tether đã hợp tác để mà đóng mang cái số tiền thuộc sở hữu của kẻ tấn công và Ledger đang làm việc với các nạn nhân cuộc tấn công này đó nó mang tính chất lớn các bạn tại vì chúng ta biết Ledger là một cái tên tuổi mà nhiều người tin tưởng Nhưng mà về thiệt hại đó thì cho đến bây giờ thì uh, họ nói là cái thiệt hại dựa theo lúc on chain thì khoảng chừng là 484.000 đô Cái mà các bạn nên hiểu ở đây đó là 484.000 đô này là tiền của những người gửi như là thùng người các bạn khi mà chúng ta không để ý chúng ta bấm gửi cho nên con số này đã đối với cá nhân cũng không phải là nhỏ đâu các bạn tuy là khi mà so sánh với lại cái vụ hát khác đó thì con số này không nói nhiều tại vì nhiều khi chúng ta nghe nói tới hát tới hàng tỷ đô la thì con số này đó tương đối là nhỏ nhưng mà cũng là tiền của những nạn nhân thì theo thường biết là la trời cũng đang làm việc với những nạn nhân không biết là họ có bồi thường hay là không hay là họ sẽ có cái chiến lược gì nhưng mà hiện bây giờ đó cái tiền mà bị đánh cắp một phần là đã bị đời đóng băng và chúng ta biết đây là cuộc tấn công vào giao diện của chương trình được sử dụng bởi nhà sản xuất đáp phi tập trung. Thì cái phần này liên quan đến các bạn, nếu như mà bạn không sử dụng những cái ứng dụng phi tập trung để mà kết nối với Ledger, nghĩa là xưa giờ đó các bạn có ví Ledger, các bạn chỉ duy nhất là chuyển tiền vào ví hay là chuyển tiền ra khỏi ví lên trên sàn hay là qua ví khác mà thôi chứ bạn không có kết nối với là một cái sàn phi tập trung hay là bất cứ một ứng dụng nào hết thì cái này nó không liên quan đến các bạn nếu như mà bạn chỉ sử dụng live cho như vậy đó thì sự kiện này không có ảnh hưởng đến các bạn và tôi nghĩ là phần lớn như bạn mà xem kênh này đó phần lớn chỉ sử dụng ví lạnh như là một nơi lưu trữ mà thôi cho nên khả năng là phần lớn các bạn cũng không có bị ảnh hưởng bởi cái sự kiện này chỉ những ai mà sử dụng cái phần mềm kết nối với lại những cái ứng dụng tập trung và lại là cái phần mềm độc hại đó và không có để ý cái địa chỉ ví thì mới dính vào cái vụ này mà thôi cho nên cái phần kế tiếp đó là nếu như mà bạn là một người mà dùng cái ví Ledger kết nối với những cái ứng dụng việc tập trung như là một sàn Dex đó, thì các bạn nên làm một số điều. Điều đầu tiên hết đó, các bạn có thể kiểm tra xem cái catch của browser có phải là phiên bản ConnectKit 1.1.8 hay không thì là thủ để cái link để các bạn có thể dễ dàng kiểm tra ở trên những mạng xã hội các bạn bấm vào cái link đó như là thường đang bấm vào đó thì ở bên trên này các bạn thấy là chúng ta sẽ có một cái original file và đó chính là Connect Kit at 1.1.8 đó là cái phiên bản mới nhất dựa theo Ledger đó là cái cách đầu tiên kế tiếp đó thì các bạn cũng nên là xóa bộ nhớ cache của chương trình duyệt thì cái này là gì các bạn? Cache đó, đó chính là giống như là bộ nhớ của cái browser chương trình duyệt các bạn sử dụng. Các bạn có biết là tại sao mà mỗi lần các bạn vào một trang web các bạn uh, tuy là đã bấm qua cái trang web đó rồi như là các bạn đã bấm uh, exit từ trang web đó các bạn không có log out nhiều các bấm exit thì các bạn đi vào lại trang web đó đó thì các bạn vẫn được log in giống như là một sàn giao dịch uh, thường hay như vậy hay là các bạn sử dụng coin telegraph của market cap thì cũng như vậy tại vì cái browser nó cũng lưu lại tài liệu của các bạn để cho nó lốt nhanh hơn và cho các bạn có một cái trải nghiệm tốt hơn giống như là các bạn thích giống như là xem cái website mà các bạn thích là cái chế độ đen giống thuận đó thì khi mà các bạn vào nó cũng nhớ là các bạn thích chế độ đen thì đó là những cái khác cho bạn và những cái phần mềm của những cái đáp nó cũng sử dụng những cái cache như vậy và nếu các bạn không có clear đó thì có khả năng là cho dù phần mềm đó đã cập nhật rồi nhưng mà cái cache các bạn vẫn nghĩ là sử dụng phiên bản cũ cái này là thùng chỉ chia sẻ để các bạn à, có thể là cẩn thận hơn mà thôi chứ thường không biết là những cái ứng dụng khi họ đã update rồi đó thì có liên quan đến những cái cache này hay là không hay là những cái cache này sẽ không còn liên quan đến nữa, nữa nhưng mà các bạn có thể dễ dàng làm cái bước này bằng cách ta bấm vào cái link và các bạn cứ đi theo cái hướng dẫn liên quan đến Chrome các bạn, các bạn bấm vào biểu tượng thêm rồi các bạn bấm vào công cụ khác xóa dữ liệu trên web rồi các bạn chọn từ trước đến nay rồi các bạn bấm vào hình ảnh và tệp được lưu trong bộ nhớ đệm rồi sau đó bấm xóa dữ liệu thì sẽ xóa những cái khác đó nhưng mà khi làm như vậy đó thì đương nhiên cái browser của bạn sẽ lock cái bạn out của những trang web các bạn phải login trở lại nhưng mà đây là một trong những cách nó an toàn và kế tiếp đó thì La cho khuyến nghị là không kết nối với các đáp trong vòng 24 giờ để họ có thời gian để mà cập nhật phiên bản mới nhất. Thì đây là những cái mà tôi muốn chia sẻ với các bạn. Hy vọng là các bạn đã hiểu rõ hơn về những gì đã xảy ra. Nhưng mà đây là điều thùng muốn chia sẻ riêng với các bạn. Cho dù là các bạn sử dụng ví La cho các bạn có kết nối với lại những ứng dụng phi tập trung hay là không đó thì các bạn cũng nên có thói quen kiểm tra địa chỉ trên màn hình. Các bạn thấy là tiền đó thì làm rất là cực khổ các bạn Chúng ta không thể cứ nhắm mắt để mà chuyển tiền được Các bạn nên có thói quen là kiểm tra địa chỉ ví trên màn hình Để đảm bảo là nó copy địa chỉ bạn muốn gửi tiền đến Nhất là những mà nào mà muốn gửi số lượng lớn đó thì cho dù các bạn có tự tin cấp máy thì thuận khuyên các bạn có một cái thói quen là hãy gửi một phần nhỏ trước để mà thử rồi sau đó mới gửi cái phần còn lại và mỗi lần gửi gì đó các bạn phải double check nghĩa là check lại địa chỉ ví nhiều lần cho các bạn mới gửi thì nhiều bạn nói là gửi cái gì để thì tốn phí gas nhưng mà cái phí gas đó so với lại tiền mà các bạn có thì bị mất có đáng hay là không thuận ra thì luôn lựa chọn là sẽ trả cái phí gas hai lần khi mà di chuyển số lượng lớn cái này là kinh nghiệm thường chia sẻ mà thôi các bạn có thể tự đưa ra quyết định cho bản thân của mình và các bạn nên hiểu là ledger là một cái ví lạnh một cái ví cứng thì nó được tạo ra để lưu trữ tiền điện tử mà thôi các bạn nếu có thể đó thì nên tránh tiếp xúc trực tiếp với những cái ứng dụng phi tập trung các bạn nên có một cái ví riêng à, để các bạn có thể thử nghiệm những cái đáp khác nhau tại vì các bạn thấy được là ledger cho dù là có an toàn đi nữa đó thì những cái ứng dụng đó vẫn có thể bị hát hay là cái câu nói giữa cái ví Ledger bạn dùng đó vẫn có thể bị hack như là ngày hôm nay cho nên các bạn nên ưu tiên cái sự an toàn thôi thì chỉ sử dụng cái ví Ledger hay là ví Trezor chỉ là nơi để mà lưu trữ mà thôi nếu mà thuận muốn tiếp cận với những cái ứng dụng tập trung thì sẽ phải gửi lên một cái địa chỉ ví khác rồi sau đó mới tiếp cận các bạn để cho có độ an toàn có sự cách ly giữa cái ví Ledger của các bạn và những cái ứng dụng đó cứ nghĩ đơn giản như thế này giống như là các bạn uh, giả sử như là có tiền bỏ trong két sắt đi thì các bạn có ôm nguyên cái két sắt khi các bạn đi chợ hay không rồi các bạn mở két sắt để mà đưa tiền cho họ khi các bạn đi chợ đi như là không rồi các bạn sẽ lấy một số tiền các bạn bỏ vô túi rồi các bạn mới đi chợ tại vì sao các bạn tại vì đó lỡ như bị mất tiền hay là gì đó thì các bạn không bị mất nguyên cái két sắt các bạn nghĩ đi các bạn gìn nguyên két sắt đi đó thì cái nguy hiểm nó sẽ cao hơn nhiều nó cũng tương tự như vậy khi mà các bạn muốn tiếp cận những cái đáp đó các bạn có muốn sử dụng nguyên cái ví ledger mà có tất cả tiền trong đó để mà tiếp xúc với những cái dụng phụ tập trung đó hay là các bạn chỉ muốn lấy một phần nhỏ ra để qua một cái ví khác một cái ví nóng hay gì đó để mà thử nghiệm thì nó sẽ an toàn hơn thì đây là những cái mà mình thường muốn chia sẻ với các bạn liên quan đến sự kiện ledger này và các bạn thấy trên màn hình thì đây là những cái update chính thức ledger nói là họ đã update cái phiên bản Ledger Connect Kit 1.1.8 và những cái ứng dụng bây giờ đó thì nên update để cho an toàn. Và có nhiều bạn hỏi là mình chỉ sử dụng Ledger để mà stake Ethereum trên Lido thì có bị ảnh hưởng hay là không? Thì Lido đã chia sẻ bên dưới này. À, tuy là mới đầu đó thì họ nói là họ tạm ngưng để mà chắc chắn sau đó họ đã update. À, họ nói là giao diện Lido đã được khôi phục hoạt động. Giao diện người dùng Lido sử dụng một cái kết nối Ledger tùy chỉnh khác chứ không phải là cái kết nối mà bị hack cho nên không bị ảnh hưởng bởi lỗ hỏng này. Và đó là thông tin liên quan tới Ledger, thông muốn gửi đến các bạn. Và không chỉ là trời các bạn chúng ta cũng có một cái công ty khác nữa đó chính là jean.finance thì à, các bạn thấy được là một lỗi trong hệ thống của jean.finance đã dẫn đến là họ đã chuyển một số tiền lớn token đến một địa chỉ ví dẫn đến mức một triệu tư các bạn và lỗi này chỉ ảnh hưởng đến quỹ của jean mà thôi thì tốt là nó không ảnh hưởng đến người dùng nhưng mà các bạn thấy được là bây giờ đó hệ thống DeFi vẫn còn rất nhiều lỗi hầu như là hàng tuần thường phải chia sẻ với các bạn rất là nhiều những cái tin tức liên quan tới những cái vụ hát hay là những cái lỗi trên những cái dụng DeFi này và nhiều khi đó nó nhiều đến nỗi mà thường không có thời gian là mà chia sẻ hết trên video luôn các bạn cho nên những bài nào mà theo dõi kênh cũng thấy là kênh cũng đang thường xuyên để cảnh báo các bạn nói chung thì ngay bây giờ đó tất cả chỉ là một cái thử nghiệm mà thôi. Tuy là thị trường này ngày lại càng lớn mạnh, nhưng mà các bạn thấy so với những thị trường tài chính đó, thì nó vẫn còn rất nhỏ khi mà so sánh với cái độ an toàn và khi mà so sánh với là vốn hóa trên căn bản đó, các bạn thấy khi mà các bạn lưu trữ những đồng lớn như là bitcoin, ether, đó, thì miễn là các bạn lưu trữ khoác có những cẩn thận, các bạn sẽ không có sợ bị hát cái gì hết, tại vì nó đã hoạt động nhiều năm rồi. Nhưng mà khi các bạn bắt đầu thử nghiệm những cái ứng dụng phi tập trung, thì các bạn cần phải cẩn thận. Thường không có nói là các bạn không nên thử nghiệm, thôi chỉ nói là các bạn chỉ nên thử nghiệm với một cái số tiền nhỏ mà thôi tại vì sự cố có thể xảy ra, đó là điều mà các bạn cần nên hiểu. Chúng ta cũng có nhiều cái thông tin uh, liên quan tới Bitcoin Spot ETF nhưng mà để thuận bắt đầu từ một bài phỏng vấn ngày hôm nay trên CNBC chúng ta đã nhớ là hôm qua đó bài phỏng vấn của Gary Chancellor thì ông cũng nói dòng do không muốn trả lời về Bitcoin Smart ETF khi nào có Hôm nay đó trên đài CNBC Thì đương nhiên họ cũng không quên hỏi ông Về Bitcoin Smart ETF Và đây là một cái điểm mà Thường cảm thấy nhức nhói trong <laughs> lòng của Gary Kessler Cho nên mỗi lần hỏi tới đó Thì ông hầu như trả lời qua lo Và không muốn nói nhiều Thì có một phần đó tôi muốn chia sẻ với các bạn Ông nói là trước đây chúng tôi Ờ... Uh, Uh, đã từ chối những đơn này Thường sẽ cho các bạn xem video ngay cái đoạn này đó Thì cái lúc mà ông nói đã từ chối những đơn này đó Thì ông cũng khừng lại chút xíu các bạn Tại vì cũng hơi bị quê Tại vì ông đã từ chối Nhưng mà sau đó lại bị tòa án nói là No no no, từ chối gì không hợp lý Về rồi tự xem xét lại những cái đơn này Các bạn thấy được ông cũng nói là Nhưng các tòa án đã có ý kiến Nên chúng tôi đang xử lý những đơn này Bằng một góc nhìn khác Góc nhìn khác là gì các bạn <laughs> Chia sẻ cái clip Các bạn sẽ hiểu rõ hơn on another topic, approval process going for a spot bitcoin etf. i know you're facing a window in early january. what does that look like? well, sarah, we have, i think it's between eight and a dozen filings. I, i'm a chair of a commission. i'm not to prejudge anything, so that's going through the process right now. Uh, and as you might know, uh, we had in the past uh, uh, denied a number of these applications, but the courts uh, here in the District Columbia uh, weighed in on that. And so we're taking a new look at this uh, based upon those court rulings. Market's excited about it. And you're referring to the có phải <laughs> là ông ra dấu hiệu là sắp thông qua hay là không các bạn? Các bạn comment ở bên dưới các bạn nghĩ sao về uh, những lời nói bởi Chủ tịch Gary Gensler? Nhưng mà một điều mà chúng ta đã thấy đó là Valkyrie cũng là một chuyên công ty mà họ đang chờ đợi để có Bitcoin Spot ETF. Họ cũng đã theo chân BlackRock, Invesco vân vân và đã chấp nhận mô hình cash thay vì là in kind. Thì uh, tôi thấy rất là nhiều người vẫn chưa có hiểu rõ hay là hiểu nhầm về vấn đề này và thậm chí trên X cũng có rất là nhiều người chia sẻ không có đúng về vấn đề này các bạn. Nhiều người nói là thấy chưa cuối cùng đó, đây chỉ là một cái quỹ Bitcoin dựa theo tiền mặt mà thôi chứ không có Bitcoin thật sự. Không phải đâu, để tôi chia sẻ để các bạn hiểu rõ hơn. Khi mà có nhu cầu cho quỹ Bitcoin coi etf này đó mà không có sẵn cổ phiếu thì công ty trung gian giống như là các bạn mua thông qua một sàn đi giống như là sau này các bạn sử dụng sàn fidel để để mua đi giả sử như vậy mà bây giờ đó sàn đã không có sẵn cổ phiếu tại vì các bạn thấy được là sàn cũng là market maker cho nên họ sẽ mua bên đây bán bên kia nhưng mà trong trường hợp mà nhu cầu cao quá mà không có sẵn cổ phiếu đó thì công ty trung gian sẽ cần phải tạo ra cổ phiếu mới để mà bán chứ nếu không thì lấy đâu về cổ phiếu để bán các bạn và với mô hình cash only đó nghĩa là tiền mặt only thì họ sẽ nhận tiền mặt và đưa nó cho công ty phát hành etf để đổi lấy cổ phiếu mới công ty phát hành sau đó dùng tiền để mà mua thêm bitcoin thì đây là cái hoạt động của mô hình tiền mặt only, cash only. Có nghĩa là Thuận sẽ đưa tiền cho Fidelity. Fidelity sẽ tạo ra cổ phiếu cho Thuận dựa theo cái số tiền Thuận đưa tương ứng với bao nhiêu cổ phiếu. Và sau đó công ty BlackRock sẽ lấy tiền đó để mà thu mịt khôi rồi để vào cái ngân khối của họ. Nhưng mà trong cái trường hợp là mô hình in-kind đó, nghĩa là công ty trung gian có thể chấp nhận Bitcoin và đổi chúng thành cổ phiếu. Điều này đơn giản hơn cho công ty phát hành. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là Thuận có Bitcoin trong tay. Bây giờ thường nói là Thuận muốn có một triệu đô la cổ phiếu Bitcoin ETF vì một lý do nào đó Thuận muốn có. Thuận có thể đưa cho công ty trung gian này một triệu đô la Bitcoin. À, thường gửi Bitcoin trực tiếp cho họ, rồi họ đưa cổ phiếu cho Thuận, không có cần phải liên quan đến công ty phát hành, tại vì họ có thể tự xử lý được thì đó là cái hoạt động của Inkai và các bạn thấy là đối với là công ty phát hành giống như BlackRock thì họ thích cái Inkai này hơn tại vì sẽ ít làm phiền họ hơn nó sẽ đơn giản hơn cho họ và ít tốn kém hơn chứ nếu không nó mô hình cash only thì mỗi lần như vậy họ phải đi mua Bitcoin rồi phải tự xử lý cái đó nhưng mà SEC thì lại thích cash only họ thích cái mô hình đầu tiên hơn và trong vòng thuận thấy là trong vòng là cả hơn một tháng qua là nhiều công ty cũng đã cố gắng thuyết phục SEC tại sao in kind là tốt hơn nhưng mà SEC đã cuối cùng cũng đã ra quyết định là họ chỉ thích cash only và các bạn thấy là ngay bây giờ đã hầu như tất cả đều cũng đã theo ý của SEC để có thể có được một Bitcoin Spot ETF. Nhưng mà các bạn nên hiểu đó là dù cách nào đi nữa, việc tạo ra cổ phiếu ETF mới đều dẫn đến là phải mua thêm Bitcoin và ngược lại cho nên nó gọi là spot ETF các bạn. Và có một cái nhận định thú vị đến từ How Press. Nhận định này đó Thuận cũng không có quan tâm đồng ý đâu nhưng mà thường chia sẻ để các bạn hiểu rõ hơn. Một điểm thú vị được nêu lên bởi How Press về lý do tại sao mà SEC thích phương pháp thanh toán bằng tiền mặt cash method hơn là bằng tài sản hay còn gọi là in kind tại vì cái mô hình thanh toán bằng tiền mặt đó không tối ưu hóa thuế số lượng cổ phiếu của quỹ Bitcoin transport ETF sẽ biến đổi theo thời gian tùy thuộc vào nhu cầu mua và bán. Và khi có người muốn trao đổi cổ phiếu để mà nhận tiền mặt đó thì quỹ ETF phải bán Bitcoin. Và nếu như mà có lãi đó thì trách nhiệm thuế đó đương nhiên là có lãi phải đóng thuế. Nhưng mà đây là một quỹ đầu tư mà thì trách nhiệm thuế đó sẽ được chia sẻ bởi tất cả những cổ đông. Điều này có nghĩa là khi bạn nắm giữ cổ phiếu ETF dài hạn, thậm chí khi bạn chưa bán đó bạn cũng có thể là phải chịu một phần thuế cái phần mà thuận không hoàn toàn đồng ý với học press đó, cái phần bên trên này đó về thuế thì thuận nghĩ cái hoạt động nó sẽ là như vậy nhưng mà đây có phải là lý do tại sao mà nhiều người sẽ không tham gia vào bitcoin spot etf hay là không và vì lý do đó cho nên sec nên muốn cash only để cho cái sản phẩm này đó không tối ưu hóa người ta không sử dụng không phải đâu các bạn Tại vì trên căn bản đó, những người mà sẽ mua Bitcoin Spot ETF thường nghĩ là phần lớn không phải là thuận với các bạn. Tại vì chúng ta có thể tự lưu trữ Bitcoin được và tự lưu trữ Bitcoin nó sẽ tốt hơn nhiều so với lại Bitcoin Smart ETF. Tại sao chúng ta lại phải tin một công ty thứ ba cho dù đó là BlackRock các bạn? Đó là điều đầu tiên điều thứ nhì là khi các bạn lưu trữ những cái quỹ như là Bitcoin Smart ETF đó, thì đương nhiên BlackRock muốn có đâu phải là tại vì nó miễn phí các bạn, tại vì mỗi một năm họ sẽ thu một cái phí. Cho nên lưu trữ Bitcoin tự lưu trữ nó sẽ tốt hơn và những người mà sẽ mua bitcoin spot etf này là những người mà họ không có trong thị trường hiện tại họ không thích tự lưu trữ họ chỉ nghĩ bitcoin là một cái tài sản là họ đa dạng đầu tư mà thôi cho nên họ sẽ lựa chọn để mà đầu tư về bitcoin spot etf và đây cũng là một duyên sản phẩm mà những cái người mà tư vấn đầu tư có thể là tư vấn cho khách hàng được chứ họ đâu có tư vấn để mà khách hàng mua Bitcoin được. Thứ nhất là họ không có bạn làm như vậy. Thứ hai nữa là khách hàng đi mua Bitcoin thì họ đâu được lợi gì đâu các bạn. Cho nên sẽ có người sử dụng và những khách hàng, những người mà đầu tư chứng khoán đó họ cũng đã khá là quen với lại cái cách hoạt động cash only này rồi. Tại vì những cái mutual fund thì cái quỹ đó cũng hoạt động tương tự như vậy. Cho nên nói đây là lý do tại sao mà SEC muốn. Tại vì để cho cái quỹ này à, không được nhiều người ưu chuộng đó tôi nghĩ là không có đúng đâu các bạn và điều mà các bạn nên hiểu hơn đó là lý do tại sao mà SEC không muốn in khai tại vì cái này nó sẽ làm nhiễu loạn quyền lực của SEC các bạn nên nhớ là những công ty trung gian những market maker cũng là những công ty chứng khoán và công ty chứng khoán thì được giao dịch chứng khoán mà thôi các bạn đừng quên Bitcoin là hàng hóa thì nếu như mà SEC cho phép những công ty trung gian giao dịch hàng hóa thì nó sẽ làm mọi thứ lộn xộn lên các bạn và SEC chưa chắc có thẩm quyền để cho phép ai giao dịch hàng hóa đó là nhiệm vụ của CFTC các bạn ban quản lý hàng hóa và hợp đồng tương lai tại Hoa Kỳ nhưng mà nói chung nên thì những dấu hiệu vẫn hướng về là chúng ta sẽ có một tin tốt nhưng mà thùng muốn nhắc nhở các bạn không có gì chắc chắn 100% hết tất cả dấu hiệu là như vậy nhưng mà nếu như mà chúng ta nhận được tin tức xấu thì thị trường sẽ có một đợt điều chỉnh không hề nhỏ đâu các bạn cho nên các bạn cũng nên nghĩ đến cái rủi ro đó không gì chắc chắn 100% trong đầu tư đó thì chúng ta nên kỳ vọng điều tốt nhất nhưng mà chúng ta cũng nên có sự chuẩn bị cho những sự kiện xấu và James Cypher ngày nay cũng đã chia sẻ đó là có thêm một cái đơn ETF nữa nhưng mà cái này nó không phải là Bitcoin Smart ETF các bạn mà nó là một cái sản phẩm phụ dựa trên Bitcoin nó gọi là Bitcoin Buffer ETF thì đây không phải là một sản phẩm mới nhưng mà đây là cái sản phẩm mới liên quan tới Bitcoin mà họ muốn đề xuất Buffer ETF đó, nó hoạt động cũng khá là thú vị nhưng mà thường thì cũng không có thích lắm hoạt động này đó nó giống như là các bạn thích đầu tư vào một cái gì đó mà các bạn nghĩ là có sự tăng trưởng mạnh nhưng mà cũng có sự điều chỉnh mạnh giống như là chúng ta nói tới Bitcoin nhưng mà các bạn lại không có muốn chịu tất cả cái rủi ro đó thì các bạn mua một cái gọi là Buffer thì hiểu đơn giản hơn đó cái này nó sẽ có một cái phí các bạn cần phải đóng vào theo đường hiểu nó như vậy chứ nếu không làm sao mà họ có thể đảm bảo được nhưng mà giống như các bạn mua 9% buffer thì nghĩa là nếu như mà chúng ta thấy Bitcoin giảm 10% thì các bạn chỉ chịu lỗ 1% mà thôi tại vì các bạn có 9% cái đệm. Nhưng mà ngược lại nếu Bitcoin tăng 10% các bạn cũng chỉ được lời có 1% mà thôi tại vì các bạn cũng phải chịu cả hai đầu nhưng mà nó sẽ làm giảm đi cái rủi ro tăng mạnh hay là giảm mạnh. À, chúng ta nhìn thấy được là các bạn cũng có thể mua 15% buffer thì cũng tương tự. Nếu như mà Bitcoin giảm 20% thì các bạn chỉ chịu có 5% mà thôi. Ngược lại khi Bitcoin tăng 20% các bạn chỉ được lời có 5% mà thôi. Thì đây là một cái sản phẩm nó gần giống như là các bạn mua đi quản đi rủi ro nó giống giống như là một cái bảo hiểm như các bạn. Thôi này không thích lắm nhưng mà các bạn thấy Bitcoin Spot ETF là bước đầu tiên mà thôi. Rồi sau đó sẽ có nhiều cái ETF khác như là ETF đảo ngược hay còn gọi là inverse ETF các bạn có nghĩa là sẽ short Bitcoin rồi chúng ta sẽ có Bitcoin hai lần 2x, 3x, 5x sẽ từ từ xuất hiện có rất nhiều những sản phẩm sẽ dựa theo Bitcoin Bitcoin Smart ETF là bước đầu tiên cho nên nếu như mà trong trường hợp mà có một cái sự từ chối đến từ SEC đó thì các bạn nên hiểu là SEC đang cản đường Forward kiếm rất nhiều tiền và họ sẽ không để yên đâu và một thông tin nữa được chia sẻ bởi Michael Saylor ngày hôm qua Thường không có thời gian chia sẻ với các bạn hôm qua Nhưng mà liên quan tới Fastby Fastby các bạn đã nhớ Đây là một cái liên quan đến kế toán Thì các bạn đã nhớ là hiện bây giờ Kế toán đó, thì liên quan đến Bitcoin nó rất là ngộ Khi các bạn là một công ty các bạn mua Bitcoin Thì các bạn sẽ để giá Bitcoin vào trong văn bản kế toán các bạn Nhưng mà khi Bitcoin tăng giá giống như là từ đầu năm tới bây giờ đó thì giá Bitcoin trên bảng kế toán không được tăng theo giá thị trường mà phải mãi giữ cái giá đó giống như các bạn mua 16.000 đô thì vẫn là 16.000 đô nhưng mà đối với một công ty đó thì nó cực kỳ bất lợi các bạn tại vì công ty thì muốn cho người ta thấy là mình có nhiều tài sản cho nên tài sản tăng giá thì mình cũng phải điều chỉnh giá trên văn bản kế toán nhưng mà bây giờ các bạn như vậy Bắt đầu từ ngày 15 tháng 12 năm 2024 đó Thì uh, FASB nghĩa là cái cơ quan ra quy định kế toán Đã đồng ý cho phép là những công ty lưu trữ Bitcoin đó Họ có thể là lưu trữ Bitcoin Rồi sau đó có thể điều chỉnh giá theo thị trường Để mà phản ảnh tình thần thật của tài sản Bitcoin Và đây là kết quả của sự phấn đấu của Michael Saylor các bạn Để có thể có được cái luật kế toán này Đây là một cái thông tin mà nhiều người uh, không có hiểu rõ Hay là không có để ý các bạn Nhưng mà đây là một tin rất là lớn liên quan đến sự chấp nhận lưu trữ Bitcoin của những công ty tài chính sau này và ngày hôm qua nó cũng có cái cuộc phỏng vấn với lại công ty Cantor Fitzgerald cũng lâu rồi không có nghe nói tới công ty này các bạn nhưng mà ngày hôm qua đó thì lại có cuộc phỏng vấn và nó cũng nói về crypto các bạn thì trên màn hình đó, chúng ta thấy được đây là CEO Howard Lusnik của công ty Cantor Fitzgerald thì ông đã nói về Bitcoin và Tether thì CEO Howard Lunick đã nói ông là người hâm mộ của crypto nhưng mà cụ thể chỉ Bitcoin mà thôi, Bitcoin only. Tuy nhiên, ông coi Bitcoin giống như là một cổ phiếu công nghệ như Tesla chứ không phải là một tài sản lưu trữ giá trị hay là phương tiện thanh toán. Thì cái này cũng được thôi các bạn, tại vì nhiều người sẽ đến tới Bitcoin vì nhiều lý do khác nhau. Tới cuối cùng Bitcoin vẫn chỉ là Bitcoin mà thôi nhưng mà lý tại sao người ta tìm đến lại rất đa dạng và đó chính là cái điều mà khiến cho bitcoin phát triển từ bao nhiêu nay các bạn rất nhiều người tìm đến bitcoin vì nhiều lợi ích khác nhau có thể các bạn tìm đến bitcoin như là một cái phương tiện thanh toán giống như là Salvador có thể bạn tìm đến bitcoin như là một tài sản lưu trữ giá trị có thể bạn tìm đến bitcoin như là một cái gì đó đột phá trong hệ thống tiền tệ hay là bạn tìm đến bitcoin chỉ đơn giản nó là một cái gì đó liên quan đến công nghệ và có sự phát triển cho nên giống như là một mảng đầu tư hơn cái nào cũng được miễn là có nhu cầu thì người ta sẽ tìm đến Bitcoin các bạn Nhưng mà cái này cũng không có phải là cái gì gọi là quá bất ngờ Điều bất ngờ hơn đó là ông nói là ông đang nắm giữ tài sản dự trữ của Tether Chi tiết hơn là công ty Cantor Fitzgerald là công ty mà đang nắm giữ tài sản dự trữ của Tether Thì ông đã nói là tôi đang giữ tài sản dự trữ của họ và họ có rất nhiều tài sản dự trữ Giờ là hơn 90 tỷ đô la Wow các bạn ít nhất Bây giờ chúng ta cũng đã biết ai đang giữ tài sản của Tether và nếu như mà ai đưa cho Thuận 90 tỷ đô la thì Thuận cũng sẽ là fan của người đó các bạn. Nhưng mà điều mà Thuận cảm thấy lời nói này đó nó có cái gì đó nó chưa đầy đủ à, đối với Thuận. Tại vì chúng ta thấy được là Tether đó thì vốn hóa thị trường bây giờ là khoảng hơn 90 tỷ đô la. Thì có nghĩa là ông nói là công ty của ông hiện bây giờ đang lưu trữ toàn bộ tài sản của Tether con số rất là kinh khủng các bạn Nhưng mà có thể là trang web chưa có được update hay gì đó Tại vì Thuận cũng lên tìm hiểu xem cái công ty này Họ quản lý bao nhiêu tiền Thì họ quản lý khoảng chừng là hơn 3 tỷ đô la mà thôi Nhưng mà cái số tiền mà Tether có được lưu trữ bởi ông đó Ông nói là tới 90 tỷ lần Thì có thể là 3 tỷ đô la này là tiền mà họ đầu tư Còn cái tiền mà công ty Tether đưa cho họ là được lưu trữ riêng biệt cũng có thể là như vậy, nhưng mà chúng ta thấy là bây giờ ít nhất tiền đang nằm trong tay của công ty Cantor Fitzgerald này. Và nói tới Tether đó thì cái này nó ngoài lại một chút Các bạn à, cũng đã nhớ là cg năm 2023 này đó hồi tháng 8 đó, Thì à, cũng đã nói là à, cũng có cái lo ngại liên quan tới Tether Nhưng mà cái đó là bây giờ các bạn Nhưng mà trở về nhiều năm trước đó có thể là nhiều bạn không có nhớ CZ à, cũng đã từng một thời có nhiều tóc lắm các bạn <laughs> như mà nhìn thấy trên màn hình và mà trên màn hình đó, ở bên tay trái đó chính là box mining các bạn à, Michael Yu của box mining còn bên tay phải chính là CZ của Binance thì trong cuộc phỏng vấn này nhiều năm trước các bạn 6 năm trước lần thường nhớ là năm 2018 lúc đó nó, nó cũng còn rất là mới và bây giờ chúng ta biết nhiều hơn về Tether nhưng mà lúc đó, đó nó là cái gì đó cực kỳ bí ẩn và Tether là đồng ổn định hầu như duy nhất trên thị trường cho nên nhiều người rất lo lắng nhưng mà trong cuộc phóng này đó các bạn thấy được CT là người đầu tiên đứng ra nói là ông có cái lòng tin về Tether và tới bây giờ Tether vẫn chưa có sụp đổ các bạn à, và CT nói là ông có tin tức nội bộ lúc đó cho thấy là Tether có tiền dự trữ bây giờ chúng ta ít nhất biết thêm người thứ hai biết tiền Tether nằm ở đâu và ngoài là một chút, nhiều bạn có đã biết là kênh này đó bắt đầu là từ những video tiếng Anh các bạn mới đầu là Thuận làm video chia sẻ về thông tin tiếng Anh tại vì uh, Thuận cũng không biết nhiều về thị trường Việt Nam đâu. Và bây giờ các bạn đã quen nghe Thuận nói tiếng Việt rồi nhưng mà hầu như là cách đây khoảng chừng 7 năm đó thuận nói tiếng Việt bập bẹ thôi các bạn. Tại vì Thuận qua Mỹ từ năm 1998 lận từ hồi mà Thuận chỉ mới học lớp 9 mà thôi tới bây giờ đã là hai mươi mấy năm rồi các bạn. Cho nên uh, ở đây Thuận cũng ít tiếp xúc với người Việt lắm cho nên tiếng Việt của Thuận nó rất là tài à, Và cũng nhờ channel này các bạn Thuận đã từ từ có tiến bộ hơn cho nên những người nào mà xem những video đầu tiên đó, thường nói rất là bập bẹ và sử dụng những từ ngữ. Có thể là làm gì bạn cũng rất là khó hiểu. Nhưng mà một trong những người mà đã khiến cho Thuận có cảm hứng để mà tạo ra một kênh YouTube. Tại vì mới đầu đó Thuận chỉ muốn chia sẻ để cho mọi người có thêm thông tin liên quan đến crypto mà thôi. Và một trong những người đó, đó chính là Michael của Buck Mining các bạn. À, và đây là người mà bên tay trái các bạn thấy. Rồi một người khác nữa đó những bài nào mà là OG của thị trường này theo dõi thị trường này nhiều năm đó các bạn cũng sẽ nhớ Omo Bam. Omo Bam cũng là một người mà cho thường rất nhiều cảm hứng trong thị trường này các bạn. Cho một người nữa có thể nhiều bạn cũng đã biết và vẫn hoạt động bây giờ đó chính là Data Dash các bạn có thấy nhiều bạn biết. Data Dash uh, với cái nhìn ở trên màn hình các bạn ngay bây giờ là một chàng trai trung niên nhưng mà thường biết đến Data Dash là thời điểm chỉ là một chàng trai mà mặt đầy mụn thôi các bạn, <laughs> nhưng mà ai rồi cũng sẽ già đi. Cái cái thuận cũng vậy. Nhiều bạn cũng nên nhớ là thuận bây giờ với lại khi xưa đã khác nhau rất là nhiều rồi. thì trường này nó đúng là sẽ cho các bạn già hơn rất là nhiều, rất nhanh chóng các bạn. Nhưng mà điều đáng tiếc đó là qua bao nhiêu năm qua nhiều người đó cũng đã có sự thay đổi các bạn về cái cách mà họ chia sẻ content à, và mới đầu đó thuần cảm thấy thị trường này cực kỳ thú vị tại vì nó thu hút mọi người đến từ mọi nơi để mà chia sẻ các bạn thấy là OM3 thì là một người mà không phải đến từ ngành tài chính hay là không phải là một coder gì hết chỉ là một người bồi bàn mà thôi nhưng mà cũng đã có được một cái sự thành công khi mà chia sẻ về crypto trong thị trường này giống như là Michael thì đến từ cái ngành thuận nhớ là liên quan tới game các bạn nhưng mà bây giờ các bạn sẽ nghĩ là ờ, ừ, chúng ta cũng có game mà Nhưng mà GameFi là bây giờ các bạn Cách đây 6-7 năm thì làm gì có cái trend GameFi Và DataDash á, thì chuyên về phân kỹ thuật hồi xưa là nhiều thôi các bạn Qua bao nhiêu năm đó thì Thuận cũng cố gắng không thay đổi nhiều Tại vì Thuận cũng biết cái sự thay đổi đó sẽ khiến cho cái người xem nó có cảm giác như thế nào cho nên thuận cố gắng cứ tiếp tục như vậy mặc dù là bao nhiêu năm qua như bạn cũng nói là thuận có đây suy nghĩ để mà thay đổi cách làm video hay là làm video kiểu này kiểu kia nhưng mà tới cuối cùng đó thì thuận vẫn cảm thấy là giá trị nhiều nhất là ngồi đây để mà chia sẻ với các bạn cái mà thay đổi theo hàng năm nó chỉ là các bạn có hình ảnh rõ hơn à, các bạn sẽ có âm thanh tốt hơn nhưng mà cái format thì cũng sao như vậy tại vì đó là cách mà thu nghĩ nó mang lại nhiều giá trị nhất thời điểm bây giờ sau này nếu như mà có cách khác để mà mang lại thêm giá trị thuận sẽ làm cách đó nhưng mà bây giờ là cách tốt nhất để mà thuận chia sẻ thông tin với các bạn và bao nhiêu năm qua đó thì các bạn thấy thuận vẫn còn nhiệt huyết như là bao nhiêu năm các bạn chúng ta đã cùng nhau trải qua hai mùa bear market rồi ít nhất các bạn cũng có thể thấy được cái nhiệt huyết của thuận đối với thị trường này cũng không thay đổi nhưng mà cái sự mơ mộng thì cũng đã bớt đi rồi các bạn, bây giờ thuần thực tế hơn và thuần nhìn vào thị trường này bởi góc cạnh đầu tư sắc bén hơn chứ không có phải chỉ đơn giản là mơ mộng về một cái thế giới nào đó như là thuần của cái tay 7 năm. Qua lại một chút nhưng mà hôm nay đã thấy cái thông tin liên quan đến Cantor Fitzgerald, tôi lại nhớ đến CG hồi xưa rồi thuần lại có một số cảm xúc thu muốn chia sẻ với các bạn. Và đây là tất cả những thông tin mà tôi muốn chia sẻ với các bạn trong video ngày hôm nay. Tôi hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video này. Nhưng mà nào muốn tìm hiểu những ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của thùng Capital thì có thể tìm hiểu bằng cách là bấm vào cái link bên dưới video này để tìm thêm ưu đãi như là các bạn thể nhận được bonus hay là giảm phí giao dịch lên tới 30% khi mà tham gia vào những sàn như là Bybit, OKX, Binance, Linux và một số những dịch vụ khác như là các bạn đang nhìn thấy trên màn hình nhưng mà nào mà sử dụng sàn giao dịch thì chỉ nên dùng để mà giao dịch mà thôi không nên lưu